cảnh sát giao thông đẻo. Em không có biển, em không làm cái gì, em không có biển, em không chứng minh, không có tên là ai. Tự nhiên anh dừng xe mà quay vào quay vào đây có quyền dừng xe kiểm tra, có quyền dừng xe nhưng mà chưa đủ điều kiện. Em sẽ chấp hành, em sẽ chấp hành nhân danh và đảm bảo đã nhá. Anh tên phù hiệu cũng chẳng có, chuyên đề cũng không có, chuyên đồ không, tổ của anh phải có 3 người. Không, và đúng không đủ phù hiệu là em còn không thấy cả tên cả chất của anh luôn. Không tên nhá, không tên là không. Không tên, không tên, không bảng tên, không bảng tên cho mày dừng xe. Em không, mà không chứng minh lỗi vi phạm, em chẳng vi phạm cái gì. Một là thế, bây giờ cảnh sát này đẻo. Không cần phải xuất trình giấy tờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Phạm luật gì mấy chỉnh thế là. Xuất trình giấy tờ mà không chứng minh lỗi gì đâu. Không tên tuổi, không biển hiệu. Em up lên mạng ngay. À. Cũng quay lên. Em up lên mạng ngay. Công an. Còn em sẵn sàng làm việc với các anh. Đấy. Em sẵn sàng làm việc với anh, em không ngại một cái gì cả, nhưng mà anh phải thứ nhất là chứng minh lỗi vi phạm. Mày tưởng mặc quần áo công an mà mày chức làm gì nào? Em không có gì phải về. Mời anh làm gì em không có gì phải về, em không sai cái gì phải gì phải về. Cái nhất là anh chứng minh cho em lỗi vi phạm. Anh có ý kiến gì thì anh về rồi anh. Không. Anh có ý kiến gì anh không có gì em phải về như thế. Bản thân em tham gia giao thông đúng không? Anh có kiến nghị đúng không? Anh có kiến nghị không? Em có sai gì đâu? Anh có kiến nghị gì không? Bây giờ anh là đủ tiêu, anh phải đủ. Anh có kiến nghị đúng không? Em có kiến nghị. Rõ ràng. Đúng không? Đúng không đã? Nhưng vấn đề tại sao? Anh về đội kiến nghị. Em rất bận, em không có thời gian. Em không có thời gian để làm việc đấy. Anh có kiến nghị thì anh về đội kiến nghị. Không phải ở đây. Anh nhìn sờ người em. Cứ ai sờ vào người anh này. Anh nhìn sờ em. Bây giờ em làm cái gì đã? Tại sao anh thấy ở đây buồn cười nhở? Đúng không? Anh ra kiểm tra đúng không? Em sẵn sàng cho anh một giấy tờ nhưng mà vấn đề tên anh không có phù hiệu không? Anh không chứng minh lỗi vi phạm của em. Rồi bây giờ nếu như mà anh có thắc mắc gì hay là mời không, anh em không, em không làm việc kiểu như thế. Em cũng có thời gian của em, anh phải làm việc của em đúng không? Em đầy đủ hết giấy tờ nhưng mà thứ nhất là tiền anh dừng xe em đúng không? Làm việc không có biển hiệu. Anh chẳng có phù hiệu, em không vi phạm gì. Anh không chứng minh lỗi vi phạm, tiến anh dừng xe anh hỏi em từ trái tờ. Chuyên đề em không có. Thôi em nói nhắc nhở anh nè, chỗ bạn em trong tổ tuần tra thì nó kiểm tra. Không, em không ngại, anh ạ, em không ngại. Để em nói hết, anh em kiểm tra thì đúng theo quy trình á. Vâng, là xe đây nha. Để em nói hết, theo quy trình là anh phải xuất trình cho anh em giấy tờ. Để em nói hết, em nói đi, em tôn trọng anh. Xuất trình là để nó xuất trình giấy tờ cho anh em kiểm tra, đúng không? Vâng. Ừ. Nó thôi bây giờ. Chưa anh, được chưa? Bây giờ nó còn tình hình nó phức tạp thôi, thì anh chạy xe đi đi. Tự nhiên lại dừng xe em như kiểu em đang nhắc nhở anh thôi. Nếu mà anh không nhắc làm gì sai đâu mà nhắc nhở. Đất kiểm tra anh có đưa giấy tờ đó được đâu. Nhưng bản thân em sai cái gì? Đâu anh đâu hết đăng kiểm đâu. Đâu ạ? Đâu hết cái gì đâu anh ơi. Đúng không? Tên tuổi cảnh sát. Bây giờ nhưng mà cảnh sát giao thông được quyền dừng xe. Anh nhầm, anh nhầm. Nếu như mà em vi phạm, nếu như em vi phạm mà bản thân anh không hề đủ điều kiện. Bảng tên mà chứ không có. Chưa đủ điều kiện nhá. Đây, cảnh sát rồi quay không tên này. Quay thằng này lại. Không có tên, không có hiệu gì cả. Tất cả cảnh sát đều không có tên, không có hiệu gì cả. Theo đúng không? Bao giờ cảnh sát lại đưa lên bảng xem không? Quay mỗi cảnh sát giao thông thôi. Đưa lên bảng này, xem là biển hiệu như thế nào. Xem đồng chí này đi làm việc đã đúng tư cách chưa? Mời dắt dừng xe. Quay rõ bao nhiêu tất cả cảnh sát cơ động thì thôi nhưng mà cảnh sát giao thông với công an áo xanh đưa lên không tên tuổi để mới có phải công an có thể không cái xe trên đây là như mình xem giấy này con xem giấy này mày nhá rồi giấy được đánh. Để xem anh ấy bảo như nào đã. Ấy về cho trung tâm ấy anh. Đây chúng tôi đang phát trực tiếp đây. Cái này chúng tôi là cảnh sát cảnh sát giả đấy. Quay luôn cả mấy tay công an áo vàng ấy.
không có một tí tiền nhiều thì không biết tên tuổi là gì cả đây này. Rồi à, chào anh, xuất trình anh xuất trình giấy phép lái xe rồi cho kiểm tra xe thì ở đây là anh em chở người ta đi từng là anh có quyền dừng xe của anh. Anh có chuyên đề không ạ? Em hỏi ở đây có gì thì mời anh về đó. Đây không phải, đây người ta sẽ đây không phải là, không phải giờ giới nghiêm, không phải quá 24 giờ. Đúng không? Anh không có chuyên đề, em không vi phạm gì đấy cả. Bản thân anh không có tên tuổi, không có gì đấy cả. Anh không có tên tuổi, không có bảng hiệu, em cũng chẳng biết là em làm việc với ai cơ. Anh mở thông tư 01, 02 em không, em là dân, em làm lúc em không hiểu hết luật như ta. Nhưng mà anh nhớ là em chấp hành pháp luật đúng không? Ở đây em làm thì có gì em mà, sai. Nhưng mà xin lỗi anh, xin lỗi anh, em rất hợp tác với anh đúng không? Em xin lỗi, nhưng bảng tên anh cũng không có đúng không? Anh không chứng minh cho em là lỗi vi phạm của em đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi sao? Giờ giới nghiêm không phải cái gì thì không. Xong rồi tôi nhân mất. Sát giao thông được quyền kiểm tra em. Nói thật nhá, tên bảng tên anh không có. Bây giờ không có chuyên đề, không có anh làm việc đúng đấy, là người pháp luật anh làm việc thực hiện đúng pháp luật chứ. Không thật thế là cảnh sát giao thông giả. Đâu ngoài mặc quần áo ra cảnh sát giao thông muốn dừng xe nào dừng đâu, không phải có biển hiệu, phải có đơn vị công tác. Thế bây giờ như nào em, anh làm mất thời gian của em. Bây giờ nếu như mà anh có thắc mắc gì thì mời anh về đổi nha. Em cũng thứ nhất là em không bị như thế. Ừ. Em đang đi làm đúng không? Thì đúng không? Nếu như anh đi, anh đang đi anh làm. Tại sao? Biết chăng về họ.